Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của bà cháu Chen. Hôm nay nhà mình có món mua được một cân tôm tít. Đây các bạn này, tôm trứng rất to luôn, tươi ngon như này đấy các bạn này. Đây là con tôm tít các bạn nhé. Bây giờ mình đã rửa sạch và sơ chế rồi. Bây giờ mình sẽ hấp bia. Nguyên liệu ở đây là mình chuẩn bị này. Để bà con tôm của con nhá. Đau quá nó cắn con à. Con chào đi, con chào ông nào. Đấy. Con xếp cho bà nhà. Con phụ bà giỏi quá cơ. Nguyên liệu gồm có gừng, sả và bia. Và một chút muối canh nữa các bạn nhé. Bây giờ mình cùng làm này, các bạn cùng làm với mình nào. Sả mình đập dập, lát xuống, lót xuống dưới đáy nồi như này các bạn này. Gừng thái lát, Chen ơi, Chen giúp đỡ bà đi con. Con chào khán giả chưa? Con chào ông bà cô chú và các bạn nào. Con đi đâu đấy? Bà đỡ không vẽ giờ. Con đi đâu đấy? Hả? Con đi đâu đấy? Lên xem bác Chí à. Đây là gừng với sả mình lót hết xuống dưới đáy. Gừng với sả mình lót hết ở dưới đáy nồi như này. Bước tiếp theo là mình xếp tôm xuống dưới. Tôm rất tươi. Để mình mua có trứng hết rồi các bạn này. Con nào cũng có trứng hết này. Rất ngon luôn. Tôm này là mua ở dưới Quất Lâm, ở ngay cửa biển đấy các bạn ạ. Ở dưới đấy nhiều hàng tươi ngon lắm, ở dưới biển lên mà. Tiếp theo là mình cho vào đây một chút muối canh các bạn nhé. Mình chỉ cho một xìa cà phê này thôi, rắc đều lên. Cho nhiều là mặn. Thế được rồi các bạn nhé. Xong rồi mình cho một lon bia vào. Thế này thôi. Xong mà mình mà bật bếp lên mình đun. Kể từ lúc sôi đến bắt đầu nước sôi tầm độ khoảng 8 đến 10 phút là được các bạn nhé. Tôm to như này thôi nhưng mà con nhà mình mua tại cửa biển ấy cũng có 400.000 một cân thôi các bạn này. Đấy. To như này các bạn này. Vừa tươi vừa to lại vừa có trứng nữa. Bây giờ mình cho vào mình luộc, mình hấp. Đây, tôm của mình đã luộc được 10 phút rồi. Nếu mà tôm bé thì các bạn luộc 8 phút thôi. Nhưng mà con này của mình to xong lại có trứng nữa. Mình phải luộc 10 phút. Xong rồi mình đậy vung lại thêm 2 phút nữa các bạn nhé. Cái này chấm với nị nước mắm, tỏi, ớt, gừng, lá chanh. Rất thơm luôn. Ở mình đây thì gọi con này là con tôm tích, còn cũng con nơi thì các bạn gọi là con bề bề. Đấy, mỗi vùng miền một cách gọi khác nhau. Nên là mình gắp ra và ăn cơ sử dụng thôi. Đây mình đã gắp được một đĩa rồi các bạn ạ.
mở cái vung xoang ra đã thấy mùi thơm của mùi bia, mùi gừng, mùi xả và quyện vào nhau rất hấp dẫn. Đây mình đã gắp tôm ra đây rồi. Bây giờ tôm tích của mình đã hấp bia xong rồi. Thì mình mời tất cả ông bà cô chú và các bạn dùng với lị gia đình mình ăn cho nó nóng sốt. Cái này là phải ăn nóng nó mới ngon. Thì hôm nay cháu cũng nghỉ học, đã được nghỉ Tết rồi. Chen lúc nãy cũng xuống phụ giúp với bà. Bây giờ mình xin chào tất cả mọi người, mời tất cả mọi người cùng dùng cơm gia đình mình nhé. Mình xin các bạn ủng hộ mình, bấm đăng ký kênh hộ hộ bà cháu Chen nhé. Và cuối cùng mình xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.